Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đã quay lại với channel của mình. Ngày hôm nay mình có một tiêu đề muốn chia sẻ với tất cả các anh chị em là phụ nữ và cũng như là những các chị nào mà đang theo kiểu còn lăn tăn về những cái việc mà muốn lấy chồng nước ngoài mà không biết là những anh có sở thích như thế nào và như thế nào để tìm cách nhanh nhất đánh gục những anh ấy mà không cần phải tốn quá nhiều thời gian. Thì lúc đó là mình có lấy chồng nước ngoài, hiện tại mình đang sinh sống ở Mỹ, thì mình sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm đó, truyền đạt lại tất cả những cái điều mà mình biết mà mình đã trải qua, sẽ có thể là một phần nào đó giúp ích cho tất cả các anh chị em cũng như là những chị phụ nữ nào đó quan tâm về những cái sở thích của các anh sống ở bên nước Mỹ này như thế nào. Và điều này là mình muốn chia sẻ là không phải là bao gồm tất cả mà chỉ là một số thành phần nào đó thôi, thì các bạn có thể dùng những cái thông tin này và áp dụng vào những cái trường hợp mà có thể mình sử dụng được thì chúc mừng các chị, còn nếu như không được thì coi như là mình nghe cho vui nha. Rồi, xin mời mọi người đã theo dõi video của mình nha. Bây giờ những cái điều mà người phụ nữ nên biết là khi mà tạo ấn tượng với một người đàn ông, trước tiên là mình phải như thế nào nhỉ? Có ai chị nào có thể cho em biết được hay không? Nhưng mà đối với em á, thì cái quan điểm của em á, bây giờ các bạn không cần đẹp quá xuất sắc, nhưng mà các bạn phải cần sạch sẽ. Đó là điều quan trọng. Vì khi mà mình gặp một cái người phụ nữ mà đầu tóc thì bồm xồm, mà đứng gần thì hôi hám, rồi nhìn nó cứ bẩn bẩn, nó dơ dơ sao, cho dù là các bạn dùng cái style của mình là cái style theo kiểu là bụi đời trời lớn, hay là cái bang, hay là cái kiểu bằng rock rap gì đâu có các bạn đó, thì cũng nên phải sạch sẽ và cũng phải gọn gàng, mà phải đặt cái tiêu chí là thẩm mỹ lên hàng đầu, chứ đừng cứ nghĩ là ô mình thấy đẹp là được, mình thấy thoải mái là được. Không được như vậy, tại vì khi mình sống không phải là mình cứ cảm thấy thoải mái, nhưng mà mình phải thoải mái như thế nào để cho nó có lợi cho bản thân mình, chứ đừng theo kiểu thoải mái mà cứ bê bối và dơ, nhiều khi rồi còn không á thì đầu cẩu thì bồm xồm, rồi đứng gần thì hôi hám, hôi nách. Thì những cái điều đó thì mình phải khắc phục. Và nói chung là những cái việc đó là mình phải khắc phục để tạo cái ánh nhìn đầu tiên cho cái người đối diện. Dù là biết là mình bê bối đi chăng nữa thì mình cũng phải sạch sẽ khi bước ra đường. Mà biết đâu lỡ một ngày nào đó mà vô tình mình gặp cái anh chàng đó, mà cái anh chàng nó đúng với cái khẩu vị của mình, mà mình cứ bê bối như vậy, ôi anh thấy là anh xách giò anh chạy mất tiêu rồi, là coi như là mình bị mất cơ hội. Cho nên lúc nào người phụ nữ phải luôn sạch sẽ nha, đều sạch sẽ, không cần xinh quá. Ví dụ như trời không phú cho mình được một nhan sắc xinh đẹp thì mình phải sạch sẽ trước cái đã nha. Tiếp đến là mình phải gọn gàng. Ví dụ như các bạn có thể ăn mặc đơn giản, các bạn không cần phải quá cầu kỳ, chỉ cần đơn giản thôi. Ví dụ như một cái áo sơ mi, một cái quần tây và một cái mái tóc chải tém lên. Ví dụ như cái tóc tém mà các bạn cột lên cao như thế này đây, như vậy đây, đấy là cũng được, chứ không cần phải là quá cầu kỳ. Mình chỉ cần gọn gàng, sạch sẽ là hai cái điều đó là kêu bằng cái địa. Nếu như mình không đẹp thì mình cũng được là có một sự chú ý nào đó. Các bạn biết không, mình á, đi ra ngoài đường á, mình cực kỳ thích những cái người nào mà theo kiểu là họ không cần quá đẹp nhưng mà họ sạch. Mình đứng gần họ, mình không phải là thơm các bạn, sạch khác, thơm khác nha các bạn. Thì khi mà mình đứng gần họ, mình cảm giác như họ sạch mà họ thuần khiết lắm kìa. Mình rất là thích những người đó. Và ông xã mình cũng vậy. Ông xã mình nói lần đầu tiên ông cũng thích tiếp xúc với những cái người mà nào mà cũng phải trau chuốt về cái vẻ ngoài mình chút xíu. Nếu như mà mình không đẹp thì mình phải trau chuốt, ví dụ như gọn gàng, sạch sẽ, thơm tho, thì những cái điều đó là những người đàn ông cực kỳ thích. Mà đặc biệt là những người là đàn ông ở Mỹ này, họ rất thích cái điều đó. Tại vì ở bên Mỹ này, những người đàn ông ở bên Mỹ này hầu như là họ thích những cái việc sạch sẽ. Các bạn biết không, ở bên đây á, hầu như là ông nào ông nấy cũng kỹ lắm, mà những cái người mà ở dơ là ít lắm. Nhưng mà mình thấy là những cái ông đàn ông mà gốc Việt của mình á, hầu như bên Mỹ này họ sạch sẽ lắm, một kỹ lưỡng lắm. Cho nên hả, các bạn muốn mà tạo ấn tượng với những người đó thì các bạn nên trau chuốt vẻ bề ngoài. Nếu như mình biết được là cái ngày hôm đó mình có một cuộc hẹn với người đó thì mình nên kỹ lưỡng về chuyện đó trước ha.
rồi sạch sẽ nè, thơm nè, rồi điều quan trọng là bắt đầu mình nói tới ý tứ. Ví dụ như khi mà mình đã không có một cái nhan sắc đẹp thì mình phải có một ý tứ. Ví dụ như các bạn đơn giản thôi, các bạn ngồi xuống thì các bạn cũng dòm ý tứ xem như là cái vị trí đó mình có nên ngồi hay không, hoặc là những cái điều mình nói là có nên nói hay không. Mình phải ý tứ chứ mình đừng có nói là tánh tình tôi vậy đó, nói được cũng được thôi, ai chịu cũng chịu thôi, ai thương thương cũng thương thôi. Cái điều đó là mình giống như là mình tự đánh mất cái cơ hội của mình. Đúng là những cái điều bạn nói là nó thật thà, thật lòng, nhưng mà đôi khi những cái lời thật lòng nó rất là khó nghe, cho nên mình phải dùng từ nào đó nó nhẹ, nó giảm hay nó tránh gì đó để cho cái người đối diện họ biết được là bạn muốn nói gì nhưng mà họ vẫn nghe được. Bởi vì người ta nói là của cho không bằng cách cho, thì quan trọng là mình nói là lời lời mà nói cho vừa lòng nhau, thì mọi người phải nói như thế nào để cho cái người đối diện họ nghe được mà họ hiểu ý mình mà họ còn mang ơn mình. Chứ đừng theo kiểu mà nói làm sao họ quay họ chửi mình luôn, là cái điều đó không nên. Đó là cái theo kiểu là cái ý tứ mà cái người con gái nha, các bạn biết không, theo cái thống kê mà người đàn ông họ rất thích, cực kỳ thích những cái người phụ nữ mà có ý tứ, kể cả cái người đó không đẹp. Các bạn biết không, những cái người vợ mà của doanh nhân rồi đó, của tỷ phú rồi đó, hầu như là những người đó không có quá xuất sắc, nhưng mà cái những lời nói của họ rất là hay, và khi mà cái cách cư xử của họ cực kỳ ý tứ và lịch thiệp. Các bạn biết không, họ ý tứ trong từng lời nói, trong từng cử chỉ luôn. Cho nên nếu như mình muốn tạo một ấn tượng nào đó, mình nói không phải là chỉ là cái người đàn ông ở nước ngoài, nhưng mà kể cả người đàn ông trong nước luôn các bạn. Có những lúc các bạn có thể áp dụng vào cua những anh chàng nhà giàu chẳng hạn, tại vì những cái anh mà chàng nhà giàu đại gia bên Việt Nam thì thường có những sở thích giống như vậy. Mà mình thường là mình thấy, mình tìm hiểu trên mạng là mình thấy những cái người đó là những cái cô gái mà được lòng các anh đó thì hầu như là những cái chị đó đều biết những cái chiêu này cả. Và các bạn biết không, đôi khi mình nói ra là rất là dễ dàng, nhưng mà mình thực hiện nó mới là khó. Và các bạn phải tập luyện nó hàng ngày để cho nó thấm vào máu mình luôn. Là những cái người ta mới nói là học ăn, học nói, học gói, học mở. Thì các bạn phải biết ăn nói như thế nào để được lòng người đối phương, ăn nói như thế nào để được mít lòng người khác. Và khi mà mình tập được những cái điều đó thì nhất định các bạn sẽ thành công trong cuộc sống, kể cả chuyện tình cảm và kể cả trong làm ăn luôn. Nếu như mình muốn chinh phục một người nào đó, đôi khi không phải là tiền, mà đôi khi cái lời nói nó mạnh hơn cả đồng tiền. Vì khi các bạn cầm đồng tiền, các bạn có thể đưa cho người khác để giao dịch, nhưng mà các bạn không được lòng họ thì họ cũng sẽ từ chối cái mối làm ăn đó, hoặc đôi khi là từ chối cái mối tình đó. Mà nếu như các bạn biết cách dùng cái lời nói, bởi vì người ta nói là cái vũ khí lợi hại nhất của người phụ nữ đó là lời nói. Và những cái vũ khí lợi hại của phụ nữ không chỉ là nhan sắc, mà đó còn là lời nói và những cái hành động. Bởi vì người xưa có câu nói là yểu điệu thực nữ, quân tử thảo cầu. Các bạn biết cái câu nói là như thế nào không? Nếu như các bạn hiểu được câu nói đó, các bạn là người phụ nữ như vậy, thì bảo đảm trăm người, ngàn người đàn ông đều muốn bạn cả, không kể là một cái tiếp người nào cả. Tất cả tiếp người luôn, họ đều muốn chinh phục bạn. Và trong đó có cả những cái anh chàng bên nước ngoài, và kể cả người trong nước luôn, hoặc là những người thành đạt trong nước nữa. Đó, đó là những cái điều mà bí mật, mà đặc biệt nếu như các bạn có được những điều đó thì các anh sẽ bị đổ khi mà các bạn không cần phải cua luôn á. Tiếp đến là một người phụ nữ là phải thơm. Người ta ví người phụ nữ như là một bó hoa, thì mình là một đó hoa, là mình phải có hương thơm. Nếu các bạn không được cái màu sắc sặc sỡ thì các bạn cũng phải có được cái mùi thơm. Tại vì á, cái tiêu chí hàng đầu mà những anh chọn một người phụ nữ đó là sắc đẹp trước. Đập vào mắt anh đó là các bạn phải đẹp, phải xinh, thì cái anh đó mới có ngẫu hứng muốn tìm hiểu và muốn sở hữu. Nhưng mà về lâu về dài thì họ sẽ tìm hiểu bằng cái cách là tính cách của người phụ nữ đó như thế nào, rồi cái người phụ nữ đó có hiền hậu hay không, hay là hai bên có hợp nhau hay không, và cách ăn nói của người phụ nữ đó có dịu dàng thùy mị mà làm cho anh ấy rung động để có thể đi đến hôn nhân hay không, đó là một chuyện khác nữa. Bởi vì người xưa họ thường nói có câu là nếu mình không có tài thì mình phải rèn luyện,
mình rèn luyện như thế nào, mình phải có một cái đặc trưng nào đó, hoặc đôi khi là mình phải rèn giũa cái điều mà mình bị thô, phải bén như cái những cái điều mà họ đã có. Ví dụ trời phú cho họ đã có những cái điều đó rồi, à, dịu dàng thùy mị nết na này kia kia nọ rồi, nhưng mà mình không có, mình cái góc cạnh bên đây của mình nó bị thô quá thì bắt buộc các bạn phải mài. Nếu mình muốn đẹp mình phải mài, mài cho cái viên ngọc đó nó đẹp. Nếu như mình là một viên ngọc tốt thì nhất định các bạn sẽ mài ra được cái viên ngọc tuyệt vời. Còn nếu như mà mình cứ để cái viên ngọc thô thì cái giá trị của nó sẽ mãi mãi là chỉ là viên ngọc thường thôi. Đôi khi là cái giá trị của bạn thật sự nó rất là cao, nhưng mà tại vì do mình không chịu mài giũa thì bán giống như là dây chai phế liệu vậy đó. Thì các bạn biết không, như những người mà họ đi đi khai thác kim cương á, các bạn biết khi mà họ bán hạt kim cương mà họ thu được á, bán được với cái giá nó chưa có bằng một, mới có 10% hoặc 20% với cái giá trị mà họ bán ra thôi. Nhưng mà khi họ mài giũa, họ cắt này kia nọ, bắt đầu họ đưa lên cái kệ thì các bạn thấy là gấp, giá của nó gấp 10, 20 lần lên hơn như vậy nữa. Đôi khi là nó còn nhiều mình không kể nổi. Là vì lý do tại sao, đó là lý do tại vì họ chịu mài giũa, họ chịu đau, họ chịu mài giũa. Cũng giống như cái người phụ nữ đó, họ không hoàn hảo, họ không có đẹp, nhưng mà họ chịu mài giũa cái bản thân họ, cho nên họ đạt được cái mục tiêu là lấy được một người chồng xứng đáng và cái người chồng đó hoàn hảo. Đôi khi không phải là hoàn hảo quá, nhưng mà hoàn hảo đối với chính bản thân họ và họ hài lòng với điều đó. Cho nên khi mà mình muốn chinh phục bất cứ một người đàn ông nào, kể cả cái người đàn ông trong nước hay ngoài nước, đều họ đều thích những điều đó. Yểu điệu thuộc nữ quân tử hậu cầu nha, nhớ nghe các chị. Cho bản thân mình mà ngày hôm nay mình đem lên đây mình chia sẻ với tất cả mọi người, thì nếu như các bạn cảm thấy hay và ý nghĩa thì nhớ đăng ký subscribe cho mình nha, và để ấn một cái chuông để nhận được thông báo của video khi mà mình đăng video nha. Và tiếp đến là hãy tặng cho mình một like để ủng hộ video của mình nha, để lại comment bên dưới nếu các bạn có những thắc mắc hay là những cái tiêu đề nào mà các bạn muốn mình làm ở trên YouTube của mình, thì các bạn hãy để comment lại bên dưới, mình sẽ biết và mình sẽ tìm hiểu, và đôi khi có những điều nào đó mình biết thì mình sẽ làm ngay lập tức cho các bạn, và ủng hộ mình hết lòng nha. Cảm ơn mọi người, bye bye và hẹn gặp lại.